Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin dự báo thời tiết đêm 21 ngày 22 tháng 2 của Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh. Như thường lệ mở đầu bản tin sẽ là thông tin thời tiết các vùng miền trong tỉnh. Đêm nay và ngày mai, thời tiết khu vực miền Đông, miền Tây và khu vực thành phố Hạ Long phổ biến trời nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây, hừng nắng, gió đông bắc cấp 2 cấp 3, đêm và sáng sớm trời rét, nhiệt độ dao động từ 16 đến 25 độ. Còn ở vùng biển ngoài khơi bao gồm cả huyện đảo Cô Tô, thời tiết khá thuận lợi cho hoạt động trên ngư trường, dự báo không mưa, trưa chiều giảm mây, hứng nắng, gió đông bắc cấp 3, cấp 4, sóng cấp 2, cấp 3, tầm nhìn xa 10 km, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ từ 17 đến 22 độ. Vừa rồi là tình hình thời tiết các khu vực trong tỉnh, còn bây giờ chuyển sang thông tin thời tiết các vùng miền trên cả nước. Đêm nay và ngày mai, ở các tỉnh vùng núi Tây Bắc và Việt Bắc trời khá nhiều mây, xuất hiện những cơn mưa rào trong thời đoạn ngắn với lượng mưa không lớn. Còn khu vực Trung Du, Đồng Bằng và ven biển Bắc Bộ, trời nhiều mây, đêm và sáng sớm có sương mù và có nơi có mưa nhỏ. Nhiệt độ về đêm và sáng sớm dao động từ 16 cho đến 19 độ, khu vực vùng núi cao có nơi dưới 12 độ. Vào trưa chiều mai, nhiệt độ từ 22 đến 25 độ. Trời rét chủ yếu về đêm và sáng, riêng một số nơi thuộc các tỉnh như Lai Châu, Sơn La, Điện Biên, nhiệt độ trên 26 độ. Các tỉnh phía Bắc miền Trung như là Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh trời cũng nhiều mây, đêm nay và sáng sớm mai có sương mù và sương mù nhẹ, một số nơi có mưa nhỏ. Nhiệt độ trong khoảng từ 17 cho đến 19 độ, trời rét nhẹ. Và nhiệt độ cao nhất trưa chiều mai từ 22 đến 25 độ. Khu vực các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi có mưa với lượng không nhiều, nhiệt độ giao động từ 19 cho đến 27 độ. Còn các tỉnh Nam Trung Bộ có mưa ở một vài nơi về chiều tối, ban ngày có nắng, nhiệt độ trưa chiều trong khoảng từ 27 cho đến 30 độ. Riêng Ninh Thuận và Bình Thuận có nơi trên 31 độ. Lui xuống khu vực Tây Nguyên đêm nay không mưa, ngày mai trời có nắng, đêm và sáng trời rét nhẹ nhiệt độ thấp nhất là 17 độ và cao nhất trưa chiều mai là 30 độ. Còn các tỉnh thành thuộc khu vực Nam Bộ, đêm nay không mưa, ngày mai trời có nắng và đến chiều tối có mưa rào và rông cục bộ, tập trung ở các tỉnh ven biển miền Tây. Nhiệt độ cao nhất trưa chiều mai khoảng từ 31 đến 34 độ. Riêng khu vực miền Đông Nam Bộ như là Tây Ninh, Bình Phước, Đồng Nai có nơi trên 34 độ. Chuyển sang thời tiết biển, Đêm nay và ngày mai, khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa, có gió đông bắc mạnh cấp 6 cấp 7, giật cấp 8 cấp 9, sóng biển cao từ 4 đến 6 m, biển động mạnh. Vùng biển từ Quảng Ngãi đến Cà Mau, khu vực giữa Biển Đông và vùng biển phía tây khu vực Nam Biển Đông, bao gồm cả vùng biển phía tây quần đảo Trường Sa cũng có gió đông bắc cấp 6, giật cấp 7 cấp 8, biển động, sóng biển cao từ 2 đến 5 m.